Nhìn thích nhỉ? Biểu diễn nào. Nhưng mà phải vườn này không á? Không phải à? Chết rồi. Lần sau đi 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 xem vườn là phải đánh dấu rồi. Chết lại khóc nhỉ? Và làm nào giờ không biết đi ra đường nào là đường về, đường nào là đường ra cơ. Dạ vâng, xin chào quý vị các bạn quay trở lại với video của em tiếp theo trên kênh Lục Ngạn Quê Tôi. Hôm nay em tiếp tục đi review cái vườn nhãn. Ở đây là bên khuôn cầu Đức Thắng này của xã Biên Sơn quý vị các bạn nhé. Đang đi review cái vườn nhãn này. Rất là sai. Hôm nay em đi theo một chị xinh đẹp đưa đi đến các vườn review. Rất là sai mọi người ạ. Đây là nhãn ông Khánh nha quý vị các bạn nhé. Nói chung là cái thời điểm giá bây giờ là mua cũng 20.000. Nói chung là cái đẹp là khoảng 16-18.000. Ơi cây này vàng đấy nhỉ? Cây này quả vàng. Hả? Đây này, mọi người hôm nay có chị đẹp này. Nhãn nhà quê nhà em đây nha. Chị đẹp này ai đưa đi. Ai cầu nhãn ngon, nhãn ngọt thì sạch sẽ thì cứ alo nha. Đứng lé ra này nhìn thấy chứ. Đấy. Đây. Đang review nhãn thôi. Ừ. Đang review nhãn này này. Đấy. Đấy, những cái chùm này mọi người. Cái chùm này. Đấy, sai chưa? Chị đi tìm cái vườn nhãn để mua. Đấy, mình đây sáng nay hôm nay tình cờ này gặp chị đây, chị hai chị em lại nói chuyện hợp với nhau nên là kết hợp với nhau. Cái này nhà bà trồng bao nhiêu cây đấy bà? 55 cây. Ừ. Bà bán được tí nào chưa bà? Bà chưa. Vẫn chưa chưa bán. Chưa bán. À. Chuẩn bị cắt chắc tầm độ 2,5 tấn thôi nhỉ? Tầm được ấy nhỉ? Đủ lại 2 tấn rồi này. Chủ nào cắt được là bà làm quen rồi, bà biết rồi. Không phải chắc. Thanh em bảo hôm qua bà dọc xong lại ra 7 tạ trên xe bảo chết cho lúc mày chết ở đây thì đéo. Nhanh đâu. Cắt có bao giờ được loại đâu. Mà cho tất cả mấy loại. Thì bọn nó mới làm được giống cái alo xô xanh nó cũng cắt. Này, chị nào còn áo rách dưới đây này. Bây giờ thì thị trường nó cái giá nó chung rồi bà. Hôm qua đứa em hôm sáng qua cắt 17 kia. Thế là cái hàng kia em bà bỏ 17 đâu? Đấy, cháu lên trên này chị vừa này phát xong này à. Thôi mai cho bà 16 mai quyết định nhá. Dạ không? À, dạ. Mai 16 quyết định cắt sớm nhá. Tôi chắc phải cho bà cắt. Cháu ơi. Dạ. Ra đây xuống. Cây này là quá chín rồi nhá. Ừ, cây đấy là chín rồi bà. Quá chín rồi đấy. Vâng. Cây đấy thì chín. Ở dưới này cái tí bộ ấy, bộ nhà báo ấy nó bảo là đưa tôi cho xem một tí. À. Ui, bên này nhiều nhãn thế nhỉ. Mai sang năm bà phấn đấu với vườn này. Chỉ có làm đẹp đẹp mà bà. Ừ. Thế cái vườn bên này chị cũng đặt mua à? Lên xem của nó đây. Đây. Bà về cái băng cho lợn cái ạ. Bà vẫn nuôi lợn à? Đấy. Ừ. Bà với bắt hôm qua mới đi bắt. À. Hôm nọ bán 2 con được 2 tạ rồi. Ừ. Ở nhà cứ làm nền nhận để lấy kích cho vào thôi. Không nhiều, không lấy cái gì đâu. Nhà nông mà. Đấy, của nó đằng kia xuống đây, lên trên của nhà bà đã xem được. Mai cắt xài lắm mọi người.
nay mình may mắn quá mọi người ạ. Lại được gặp chị Hằng xinh đẹp dẫn đi review. Nhãn đẹp lắm mọi người. Đây rất là nhiều nhãn luôn. Ở đây cũng nhận được nhiều thật đấy. Nó sai. Dạ. Ui, nó xài như vải luôn nhỉ. Đâu chắc bà gọi con trai gọi ai ấy. Tí nữa lại chị em mình cứ lạc mãi trong cái vườn này thì chết đấy. Chị đưa đi đâu này? Ở đây làm gì có đâu. Mỗi cái vườn này quay lại á? À? Thế nó không phải vườn này. Dạ. Thế sáng hái vậy á? Thế vườn này làm gì đã hái gì đâu? Đây, cắt đây. À. Đây. À. Đây. Ừ. Không mình sai lắm. Ừ. Mình bảo có chỗ nào sai lắm mà thôi. Ừ, đây cắt rồi đây. Nhưng mà phải vườn này không á? Không, không phải à? Người ta cắt rồi, chị không nhớ nữa. Chết rồi. Lần sau đi xem vườn là phải đánh dấu luôn. Không biết đường ra ấy, hôm qua dí khóc ấy, còn cứ đứng ở đây mà không biết đường nào ra. Chết lại khóc nhỉ? Và làm nào giờ không biết đi ra đường nào là đường về, đường nào là đường ra cơ. Nhìn những cái nhà kia quanh bao quanh kìa. Chứ làm như là trên trời trên núi xuống ấy. Vừa lấy mình đi đường nào? Khác đi một mình đi xem này không thì không không biết đường ra là cứ khóc đấy. Đi. Bên đường mới gì ấy. Ăn đây bà kia bà đưa đi ngoài lắm. Để mai xem nó khác. Xem đấy là gì? Vừa lấy chị làm gì đi đưa đi đường này đâu? Bị lạc trong vườn nhãn rồi quý vị các bạn ạ. Hả? Vải Thanh Hà này đang lên lọc rất là đẹp. Hai chị em tí nữa bị lạc trong cái vườn nhãn. Đây nhiều cây cối quá. Nhãn sai. Cái củ như cái chùm nho này. Này. Đây đây. Đây nữa này. Như nho. Đây chị đứng đây em chụp ảnh cho. Từ từ nhé. Từ từ. Đây tạo dáng đi. Tạo dáng đi để em chụp nè. Quá không? Rồi đi có. Chụp lấy lửa thôi. Từ từ. Ok rồi. Ok rồi. Chỗ tự nhiên cơ. Cái này phải mấy hôm nữa mới chín nhỉ? Nó vẫn còn hơi xanh xanh tí. Này, đây.
từ từ ạ. Rồi. Ok. Xài thế nhỉ? Nhận. Xài thật. Cái đấy cắt được chứ? Vâng. Ôi nhiều ngô đấy nhỉ. Ngô tốt ăn rồi. Và ngô này tốt. Ngô tẻ bà. Đây có mấy cây này hả? À bên kia đó. Đây của nó mà, nhưng mà được thì cây nào chín thì cắt thôi mà. Bây giờ hai chị em mình di chuyển đi vườn khác quý vị các bạn nhé. Bởi vì ở đây xem qua loa. Bây giờ xuống cái vườn 4 tấn. Xem cái vườn 4 tấn mức độ nó sai như thế nào. Dây điện. Không sợ đâu. Buôn đâu? Ai bảo? Ăn đi, ăn ngô. Đi mà, ngay đây mà. Đây có con này là cháu ăn ngô. Thôi, bà ăn đi ạ. Ngô ấy thôi, ngô tuổi ăn đi. Thưa quý vị các bạn, mình đang di chuyển đến khu vực nhà văn hóa của thôn Khuôn Dẻo. À, vâng. Vâng, cháu chào ông bà nhá. Vâng. Nhưng bà có nhiều ngô không bà? Bà? Có từng này à? À, chị đẹp bây giờ đi xuống bên dưới trước rồi, mình đuổi theo chân chị đẹp cái. Dạ. Dạ. Vườn này chưa chín nhỉ? Em nhìn vẫn thấy xanh không bằng cái vườn dưới đâu, cái vườn dưới vàng hơn. Sai thì sai rồi nhưng mà vẫn xanh. Này phải mấy mấy em nữa. Đó, cái kia đó. Đấy. Nhìn đấy mới là gọi là nhãn. Nhãn đấy là màu nhãn bán được rồi. Màu tươi rõ là tươi. Ừ. Chín là đẹp có được tiền đâu. Chứ chín mà, tôi không cần biết em chín không? Dưới kia vườn kia, nó chín hơi góc rồi. Bà chạy thấy. Bà chạy thấy. Trắng xóa rồi. Đi, tôi đi xem, thắp lên cây nào. Vâng. Trời, như xa xanh đấy, cả tơ như gần gần cái bía mà. Ừ, nhờ. Nhìn bên ngoài, nhìn bên ngoài quá to lắm mà. Ừ. Thời gian cái này phải chục ngày. Này vẫn là xanh này quý vị các bạn, chưa cắt được. Rất là sai nhưng mà sao đến gần nó lại màu lại khác nhỉ? Ô dưới đây người ta trồng nhiều ngô thật đấy. Vâng. Chưa cây nào chín cả. Sao nhìn bên ngoài nhìn màu. Đây có cây này. Cây này cắt đấy, được rồi. Đây chắc khi được mấy cây này. Sáng quắc nhỉ. Nhìn bên ngoài vào dọi nhìn thích mắt thật. À chào anh nhá.
Đưa nhãn tận lên các thế giới. Nó phải đi nhiều nữa. Để mọi người có thể là bán được đắt hàng hơn, với lại người ta tiêu dùng nó đi bay đi xa thì mới biết được cái gì nhỉ, đặc sản của Lục Ngạn. Đúng rồi. Món đặc sản mình quê mình nhiều. Mình chú dùng đỗ à? Nhãn nhưng mà chưa chín. Chưa có chín. Nhìn ngoài vào lom chín lắm mà nhỉ. Mã sáng thật. Nhưng mà đến gần thì to cả. Ngày nữa. Ngày nữa. Nhìn thích nhỉ. Biểu diễn nữa. Đây quý vị các bạn nhìn này. Bạt ngàn táo, à nhầm. Bạt ngàn nhãn. Mình đang đi quay táo hay nói chuyện sang nhãn nhầm. Đúng rồi. Cái vườn dưa dưa. Đâu? Cái vườn dưa vàng vàng ấy. Đâu? À bên kia kìa. Vườn dưa luôn. Đi. Đi. Dưa đấy à. Nó có treo ở một cái nhà và dưa. Đi. Vừa nãy mình và chị Hằng cũng đi xem cái mấy cái vườn nhãn rất là sai và đẹp nhưng mà nó vẫn còn xanh mọi người ạ. Nên là chưa cắt được, bởi vì phải đợi đến thời gian nữa thì mới cắt được. Đấy. Bây giờ là chưa cắt để thu hoạch được. Nên là mọi người cố gắng đợi những ngày chín nữa mình sẽ quay lại review nhé quý vị các bạn nhé. Còn bây giờ mình cũng xin phép là kết thúc cái video ở đây và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo lần sau của mình. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực và ra nhiều được video tiếp theo nhé mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào.